Xin chào các bạn, mình là Đồng Thu. Trong thời gian gần đây, chủ đề chuẩn hóa thông tin thuê bao theo Nghị định 49/2017/NĐ-CP đang được khách hàng sử dụng dịch vụ di động của Viettel và các nhà mạng khác đặc biệt quan tâm. Hãy cùng Đồng Thu tìm hiểu xem khi khách hàng sử dụng thuê bao không chính chủ sẽ gặp phải những rủi ro gì và cách thực hiện chuẩn hóa thông tin thuê bao nhanh chóng, tiện lợi nhất. Những rủi ro khi sử dụng thuê bao không chính chủ. Thứ nhất, khách hàng có thể mất số thuê bao đang sử dụng nếu người có thông tin thuê bao khiếu nại lên nhà mạng. Trong trường hợp mất số thuê bao, bạn sẽ gặp phải rắc rối với hàng loạt các dịch vụ có kết nối với thuê bao di động như thẻ ngân hàng điện tử, ví điện tử hoặc thư điện tử. Thứ hai, thuê bao không chính chủ có thể sẽ không được nhận hỗ trợ cũng như các chương trình khuyến mại hấp dẫn từ nhà mạng trong tương lai. Thứ ba, thuê bao không đăng ký chính chủ theo yêu cầu của các nhà mạng có thể bị tạm dừng liên lạc hoặc thậm chí tạm dừng các dịch vụ đang sử dụng. Vì vậy, bạn hãy nhanh chóng chuẩn hóa thông tin thuê bao để đảm bảo quyền lợi cá nhân của mình. Là khách hàng Viettel, bạn có thể thực hiện chuẩn hóa thông tin theo hai cách sau. Cách thứ nhất và cũng là cách mà Viettel khuyến khích các chủ thuê bao thực hiện chính là chuyển hóa thông tin tại nhà qua ứng dụng MyViettel. Cách thứ hai, đến các cửa hàng và điểm giao dịch của Viettel trên toàn quốc. Sau đây, Đồng Thu sẽ hướng dẫn các bạn 4 bước để cập nhật thông tin nhanh chóng và dễ dàng qua MyViettel. Bước 1. Truy cập vào ứng dụng MyViettel trên thiết bị di động. Nếu bạn chưa tải ứng dụng, hãy tìm kiếm từ khóa MyViettel trên App Store hoặc Google Play hoặc truy cập viettel.vn/app để tải MyViettel. Sau đó, bạn hãy đăng ký tài khoản mới nếu chưa có tài khoản MyViettel hoặc đăng nhập vào ứng dụng bằng chính số điện thoại của mình. Nếu bạn đang vào mạng bằng 3G hoặc 4G Viettel, bạn chọn dòng đăng nhập bằng 3G, 4G để đăng nhập tự động mà không cần nhập mật khẩu. Bước 2. Trên màn hình trang chủ, bạn chọn tab khác và vào mục Thông tin khách hàng. Nếu bạn nhìn thấy dòng chữ Quý khách đã đăng ký thông tin thuê bao, để thay đổi thông tin, hãy đến cửa hàng Viettel gần nhất. Thì xin chúc mừng bạn, thông tin của bạn đã đầy đủ, bạn không cần bổ sung thông tin nữa. Còn nếu bạn đang thiếu thông tin, bạn sẽ nhìn thấy mục Tra cứu chuẩn hóa thông tin thuê bao Nghị định 49. Tại mục này, các bạn có thể kiểm tra xem mình cần bổ sung thông tin gì, đã nhận được tin nhắn mời chuẩn hóa thông tin bao nhiêu lần, khi nào là hạn chặn một chiều để có thể bổ sung thông tin kịp thời. Bước 3. Sau khi biết mình cần bổ sung thông tin gì, các bạn chọn phần chữ đỏ, Quý khách bổ sung thông tin ấn vào đây để cập nhật thông tin theo mẫu có sẵn. Khi cập nhật thông tin, các bạn hãy lưu ý 3 điểm sau. Thứ nhất, hình ảnh chứng minh thư được chụp hoặc tải lên phải rõ ràng, dễ dàng đọc được các thông tin. Thứ hai, khi tải lên ảnh chân dung, bạn cần đảm bảo đây là ảnh chụp chính diện mặt, không chụp các góc quay nghiêng, góc giấu mặt. Thứ ba, đừng quên tích vào dòng Tôi cam kết thông tin trên đã khai là đúng và ký xác nhận điện tử. Bạn có thể ký lại nhiều lần nếu ký sai. Bước 4. Bấm vào xác nhận và chờ hệ thống phê duyệt. Quá trình duyệt hồ sơ có thể kéo dài vài ngày. Hệ thống sẽ nhắn tin thông báo khi hồ sơ của bạn được phê duyệt hoặc thông báo rõ lý do nếu hồ sơ của bạn không được phê duyệt. Trong trường hợp bạn chuẩn hóa thông tin cho người thân, bạn bè thì bạn hãy đăng xuất tài khoản của mình. Sau đó đăng nhập bằng số điện thoại của người bạn muốn chuyển hóa thông tin hộ. Khi người thân của bạn chưa có tài khoản MyViettel thì bạn cần đăng ký tài khoản cho họ bằng cách điền các thông tin được yêu cầu. Hãy nhớ nhập mã OTP được gửi tới số điện thoại của người thân để hoàn tất việc đăng ký. Các bước chuyển hóa thông tin tiếp theo giống hệt như khi bạn chuyển hóa thông tin cá nhân cho mình vậy. Qua video này, Đồng Thu hy vọng có thể giúp các bạn cập nhật thông tin thuê bao cho cá nhân và người thân thật dễ dàng và nhanh chóng. Hãy tải ứng dụng MyViettel để trải nghiệm ngay hôm nay!